Cô chào các em. Trước khi vào bài học mới hôm nay, cô sẽ kiểm tra bài cũ. Chúng ta chú ý cô viết. Em hãy kể tên cho cô những cái bài từ vựng rồi bài ngữ pháp được học trong cái phân môn tiếng Việt học kỳ 1 cho cô nào. Cô mời bạn nào Hoàng Trình nào. Cô là trường từ vựng dạy Tịnh Thái Tử. Thế bài nào nữa con? Kể tiếp nào. Con học hết rồi giờ nhắc lại cho cô thôi. Rồi vậy thì bạn bạn suy nghĩ tiếp nhé. Cô mời bạn Hoàng Anh nào kể tiếp cho cô con. Dạ thưa cô, là có trường từ vựng, từ tượng hình, tượng thanh, trợ từ, thán từ, tình thái từ, rồi biện pháp tu từ, nói quá, nói giảm, nói tránh, rồi câu ghép.